Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh. Thì tiếp tục trong cái video này có một cái thông tin khá là nóng mà tụi em muốn chia sẻ để gửi đến cho quý vị cô chú anh chị em. Một cái lời nhắn gửi nữa của thầy Minh Tuệ gửi đến cho là tất cả quý bà con. Ngày hôm nay sau khi mà cái vấn đề hiện tại bây giờ thầy ẩn tu lần 3 mà cái cốc của thầy bây giờ đã trở thành một cái nơi rất là lộn xộn. Tất cả mọi thứ đều là gom về ngay trong cái cốc của thầy. Sau khi là cái nhà của cha mẹ thầy đó thì đã để cái thông báo là nhờ mọi người không quay phim cũng như là giữ trật tự, thì bây giờ tất cả mọi thứ đều đổ dồn về cái cốc của thầy Minh Tuệ. Và chiều hôm nay thì tiếp tục có hai ni cô xuất hiện quỳ lại ở cái cốc của thầy Minh Tuệ. Thì thật sự là cái vấn đề này mình cũng không biết là hai cái ni cô đó là tu ở chùa nào, ở đâu. Nhưng mà nếu thật sự là họ là những người tu hành thì chắc chắn là họ không đi đến cái cốc của thầy Minh Tuệ mà để làm như vậy. Và đặc biệt là quý vị thấy là hiện trạng cái cốc của thầy Minh Tuệ bây giờ đã bị xáo trộn và đảo lộn, không còn cái nguyên bản như xưa nữa. Nào là cái bồ đề, nào là những cái con đường đi xuống định làm mới, rồi sửa sang lại cái cốc treo tranh ảnh, hương nhang khói nghi ngút, và hàng ngày là có những cái quán hàng rong buôn bán dọc đường xuống cái cốc của thầy. Nó mất đi cái tự nhiên. Và mới đây thì xuất hiện một cái lời nhắn của thầy Minh Tuệ gửi đến bà con: thầy sẽ không bao giờ về cốc. Cũng như là cái vấn đề có nhiều người là lên tiếng đòi kêu gọi làm chùa, làm cốc khang trang cho thầy, thì thầy không nhận. Bây giờ mở cho bà con mình nghe những cái lời chia sẻ của thầy Minh Tuệ ha. Câu hỏi của người dân hỏi. Có người bảo gọi kêu gọi ủng hộ với xây chùa cho thầy ấy, với tự họ kêu gọi như thế nhưng thầy không nhận đúng không thầy? Vâng, con thầy không có nhận kêu gọi với xây chùa cho con cũng không ở, cũng với cái đấy cũng không phải việc của con. Vâng. Họ làm thì việc của họ ấy. Vâng. Con không có thể liên quan đến cái đấy. Con vâng. Không có nhận tiền bạc chùa chiền. Vâng. Liều cốc thất vườn tượng kỳ của ai cả. Vâng. Tiền bạc thì của ai, kể cả bằng chế loại ngoài phương thức nặng. Vâng. Kêu gọi hay cái gì không kêu gọi con không liên quan đến cái đấy. Con chỉ có học 13 hạnh đầu đà tập học á. Vâng. Tập học 13 cái hạnh đầu đà Phật dạy ở rừng núi ở gốc cây như thế thôi chứ những cái đấy chùa chỉ đấy không liên quan với con. Vâng vâng. Vâng vâng. Cảm ơn thầy. Vâng. Đây là lời thầy nhắn nhủ đến là không có kêu gọi hay là ủng hộ gì nhá, không có qua ai hay là không một bất cứ hình thức nào nhá. Thì anh chị cũng vừa nghe một cái câu hỏi và thầy Minh Tuệ cũng đã trả lời nhắn gửi đến tất cả quý bà con về cái vấn đề mà kêu gọi làm chùa, làm cốc, cũng như là thầy không nhận bất cứ những cái thứ gì liên quan của bà con quyên góp. Hiện tại bây giờ theo như cái lời nhắn gửi của thầy thì có thể rằng là thầy sẽ không về cốc nữa. Tại vì sao? Tại vì mọi người đã làm thay đổi cái cốc của thầy quá nhiều rồi ha. Thay đổi rất là nhiều, hiện tại bây giờ nó không còn như xưa nữa. Mọi người thấy là bây giờ là cái cốc của thầy đã biến thành một cái nơi để cho là người này người kia tới là tham quan du lịch rồi, chứ nó không còn phải là một nơi của một cái người tu theo cái hạnh đầu đà nữa. Thầy đâu có nhận bất cứ những cái thứ gì, thầy đã buông bỏ hết rồi. Nhưng mà tại sao họ lại cố biến cái cốc của thầy trở thành một cái nơi để tham quan du lịch? Thì cái vấn đề này mình cũng không hiểu. Và đặc biệt là nhiều người cũng không hiểu là vì sao người nhà lại không có những cái biện pháp mạnh tay hơn. Thì bà con là cứ chia sẻ mạnh cái lời nhắn gửi của thầy Minh Tuệ để cho là mọi người nắm được cái vấn đề. Tại vì hiện tại bây giờ là mọi người thấy là cái cốc của thầy hôm bữa là có một số những cái nhân vật, những cái kênh sống họ đứng ra là họ kêu gọi là bê tông quá, làm cái con đường bê tông đi vào trong cốc của thầy, và cũng đã vấp phải rất là nhiều những cái ý kiến
gấp phải rất là nhiều gạch đá của dư luận, và nhiều người cho rằng là cái vấn đề đó là không nên. Thí dụ như mà họ có tiền thì họ bỏ ra họ làm, chứ họ không nên kêu gọi. Và đặc biệt khi mà làm như vậy thì phải là thông qua ý chính quyền địa phương đồng ý mới được làm. Cũng như là cái cốc của thầy Minh Tuệ hiện tại bây giờ đồng ý là ở trong đất nhà của gia đình, nhưng mà rõ ràng là cái đó là cái nơi tu tập của thầy Minh Tuệ mà các anh chị chưa có hỏi ý kiến của thầy, chưa có thông qua, mặc dù thầy không nói đâu, nhưng mà mình tự ý mình làm và tự ý mình biến đổi cái nơi đó trở thành một cái nơi như ý của mình. Thì rõ ràng là các anh chị đã thay đổi quá lớn về cái nơi của thầy, và các anh chị sửa đổi rồi. Chẳng khác nào các anh chị làm cái cốc mới cho thầy. Thầy đã nói là thầy không nhận bất cứ những cái thứ gì kêu gọi chùa, chiền, cốc, am gì cả. Thầy không có nhận cái đó. Cái hạnh của thầy tu cũng không phải là ở một chỗ như vậy. Thì mấy anh chị làm như vậy rồi thì các anh chị mong là thầy sẽ về, nhưng mà thầy sẽ chẳng bao giờ về đâu. Có khi là hiện tại bây giờ thầy đã đi một cái nơi nào đó xa lắm rồi mà nhìn mấy anh chị không biết, cứ tối ngày cứ ùa nhau đi vào ở trong cái cốc đó là làm những cái chuyện mà vô bổ. Thay vì là mình bỏ thời gian, bỏ công sức để mình đi đến cái cốc đó để mình làm những cái chuyện vô bổ, như là quỳ lại một cái nơi không người, cúng bánh trái ở một cái nơi không người, đúng không? Rõ ràng là đó không có ai đó. Rồi đem hình đem tranh đó treo, rồi làm những cái chuyện mà tâm linh tầm bậy tầm bạ ở nơi đó. Nếu thật sự mình là người có tâm tu hành thì mình ở nhà, đúng không? Mình phát tâm mình tu học theo cái lời của Phật dạy, theo cái những cái hạnh mà của thầy Minh Tuệ đã đang theo học, chúng ta cứ tập sửa từ từ, chứ cũng không bắt buộc là phải có thầy, phải đi theo thầy. Và đặc biệt là những người mà hiện tại bây giờ họ đi theo, họ cứ bám riết ở cái nơi, cái cốc của thầy Minh Tuệ, với cái mục đích chính của họ là chỉ hàng ngày là tìm và săn đón những cái hình ảnh, những cái thông tin để họ chia sẻ lên, để nhằm mục đích là câu view, để kiếm doanh thu. Thì nói chung cái việc đó mình cũng không phải là mình trách cứ gì họ, nhưng mà mình thấy là cái vấn đề như vậy là đã quá đủ rồi. Nhưng mà họ vẫn làm hoài. Về phần là của những người mà bà con ở khu vực đó thì mình nên có cái tiếng nói, mình không nên ủng hộ và mình theo xuôi theo cái chiều của họ. Cứ mình cứ thích để cho họ quay rồi cứ họ cứ làm hoài, và chia sẻ lên là câu chuyện nó cứ đóng lên hoài. Thậm chí là hiện tại bây giờ có một số những cái người mà người ta đi chung với thầy Minh Tuệ, người ta về nhà rồi đó, người ta cũng muốn là học tập theo thầy Minh Tuệ, cũng theo cái hạnh Đầu Đà. Thì có một số những kênh sống họ bám riết, họ bám theo, đi đến đâu họ bám theo đến đó. Thậm chí là người ta về nhà, người ta tu ở trong nhà mà họ vẫn cố tình là họ đứng trước cửa, họ rình rập trước cửa, thậm chí họ vào ở trong nhà để họ quay phim, họ chụp hình, khiến gia đình người ta phải lên tiếng bức xúc luôn. Thậm chí là những người tu hành mà người ta còn phải lên tiếng để người ta nói. Thì mấy anh chị cũng đã hiểu rồi, tất cả là đều vì cái lợi ích cá nhân, chứ họ không có quan tâm là cái chuyện là những người này họ tu ra làm sao, họ tu cái hạnh gì, họ là gọi như là lúc nào cũng nói là tôi muốn chia sẻ những hình ảnh đẹp, cập nhật hàng ngày tin tức các thầy đến gánh bà con. Nhưng mà để như vậy để làm gì anh chị? Họ nói một mặt, nhưng mà bên trong thì mục đích của họ là chỉ đi theo để gọi như là lấy hình ảnh của mấy thầy để có tương tác mà thôi. Nếu như thật sự là muốn các thầy mà tốt đẹp để mà tu tập thì chúng ta nên ai ở nhà nấy, không có nên tụ tập gây ồn ào, rồi không có nên là quay phim chụp hình ở chỗ người ta tu hành mà mình tới mình cứ tối ngày mình cứ quay phim chụp hình những cái lúc mà người ta không muốn, mà các anh chị cứ quay như đè, như là những cái lúc mà người ta vệ sinh cá nhân, hay là những lúc người ta ngồi may, lúc người ta thiền đó, người ta tịnh tâm, mình cũng chĩa máy vào mình quay rồi mình bình luận ôi đủ thứ các kiểu ở trên trời dưới biển, người ta cũng cảm thấy là nó không có được là yên tĩnh cho lắm. Bởi vậy sao mà có những cái hình mà người ta châm biếm, lúc đầu thì mình thấy là hình ảnh nó đẹp thiệt các anh chị, mình thấy lúc đầu thì mình thấy là cũng nhờ một số người họ chia sẻ thì chúng ta mới biết được là hình ảnh của các thầy. Nhưng mà sau một thời gian rồi là cảm thấy thật sự là đó là cái kiếp nạn của các thầy luôn, tại vì nếu mà không có những người đó quay thì bà con họ cũng sẽ không kéo đến đâu,
và khi bà con họ không kết đến đông thì mấy thầy đi được bình thường. Bây giờ là khi họ quay tác động mạnh đó, rồi bắt đầu là bà con cứ thấy ở đâu là cứ đua nhau mà tới, rồi gây mất trật tự an toàn giao thông, rồi ôi những cái chuyện tâm linh mê tín này cứ diễn ra. Rồi ở đâu là từ thập phương là xuất hiện những cao nhân vị sĩ ở trên rừng, trên núi, rồi cũng xuống là tự xưng ở ta bà, nhìn thấy quá khứ vị lai, thấy này thấy vong thấy nọ, trị bệnh tệ le hết trơn hết trọi. Nhưng mà những cái người đó thì họ rất là sợ một thứ ha, đó là họ sợ mấy chú áo xanh ha. Khi mà có mấy chú áo xanh tới là bắt đầu là họ xách dép họ chạy mất, nói toàn là tào lao không đó. Thì cái cốc của thầy Minh Tuệ như cái mong muốn của thầy là thầy cũng chỉ là trên cái con đường tu học thôi, cũng chỉ muốn là yên ổn thôi, không có muốn là ồn ào, không có muốn chùa to Phật bự hay là trang hoàng lộng lẫy. Người ta đã đi tu hạnh đầu đà là người ta đã buông bỏ hết rồi, người ta không có muốn nhận bất cứ những cái tiền tài vật chất xa hoa hưởng thụ gì cả. Thấy mấy anh chị làm mình thấy trời ơi quá trời quá đất, phải chi mà thầy còn ở đó đó, thầy đi khất thực thì về đó đó, thì mấy anh chị tới đó mấy anh chị cúng đảnh lễ mình cũng không có nói nữa. Còn lần này ông thầy ông không có ở đó, rõ ràng là ông thầy không có ở đó, vậy mà cũng kéo nhau tới, nào cuốc đất phát cỏ, nào đem bồ đề dài trăm năm tuổi đá này kia cái nọ đắp đường, rồi trang hoàng cái chòi của thầy, trải manh, đốt nhang mũi, đốt trầm hương, bánh trái, ngày nào cũng vậy, nghi ngút giống y là cái chỗ tưởng niệm, chỗ cúng, làm riết rồi nó ô về, không thể nào mình chấp nhận được ha. Thì nói chung á là cái lời nhắn gửi này thì cũng không biết là mới hay là cũ, nhưng mà thấy hiện tại bây giờ các hội nhóm thì người ta cũng chia sẻ để người ta đặt cái vấn đề là các anh chị làm cái cốc của thầy hiện tại bây giờ nó trở nên như vậy, thì nghĩ rằng là thầy sẽ không bao giờ thầy xuất hiện, chỉ khi nào yên lặng hết, không còn một bóng người ở cái cốc đó thì quả mai là thầy sẽ xuất hiện thôi. Có nhiều người là rất là bức xúc và nói rằng là tại sao là không ai làm gì mà để cho những người đó cứ vào hoài, thì xin thưa là bây giờ là chỉ có gia đình thôi, gia đình mới có quyền lên tiếng, hoặc là chính quyền địa phương là cấm là không cho ghi hình thôi. Nhưng mà cái vấn đề đó cũng rất là khó, trừ phi là gia đình có cái tiếng nói, với gia đình mà không tiếng nói thì như không ha. Gia đình phải cứng rắn như là ở nhà của là cha mẹ của thầy đó thì quả mai, chứ gia đình mà không cứng rắn thì cái vấn đề ồn ào này nó sẽ là diễn ra hoài. Bây giờ là cái con đường từ ở trên mà đi xuống cái cốc của thầy, anh chị thấy mưa xuống một cái y như là cái bãi trâu quần, y như là cái bãi trâu quần, nó không khác gì hết trơn. Rồi bây giờ hàng quán mọc lên nó vòng vòng đó, trời, mình thấy y như là cái chỗ tham quan du lịch, rồi từ từ rồi nó biến tướng lên là sao. Rồi thầy như vậy thì thầy làm sao mà thầy về được. Nhiều khi nói ra rồi là nói rằng là ở đây là tụi mày sân si, rồi không muốn người ta quay hình ảnh của thầy, nhưng mà thật chất ra mình chỉ muốn tốt thôi, chứ mình không có muốn xấu gì cả. Mình rất là ngưỡng mộ thầy, mình không muốn những cái điều mà nó xấu nó đến với thầy, mà trong khi đó là thầy cũng đã nói rồi, thầy cũng đã chia sẻ nhiều lần. Và tiếp tục đây là một cái lời nhắn gửi nữa mà của thầy chia sẻ để gửi đến cho bà con trong cái video này. Thì nói chung là mình mong là bà con cũng là chia sẻ được nhiều người, tiếp cận được nhiều người để họ hiểu hơn. Những người mà hiện tại bây giờ họ vẫn còn u mê đó, họ chưa có tỉnh ngộ ra rằng là cái việc mà họ làm ở cái cốc của thầy Minh Tuệ á, họ cứ nghĩ rằng là làm như vậy là sẽ được phước, là sẽ là con cháu của đời này là sẽ được hưởng phước này kia. Không làm mà muốn có ăn thì rồi như là anh chị biết là chỉ ăn cái gì ha, không làm mà muốn ăn sao được, không có ai tu dùm cho mình, phước báo cũng không tự nhiên trên trời mà rơi xuống, trừ khi nào là mình tạo ra cái phước đó, mình giúp đỡ người nghèo hoặc là mình tu như thế nào đó, chứ không có chuyện mấy anh chị tới xá xá một vài cái hay cúng một vài bịch bánh là tự mình bỏ tiền ra mua, hay là một bó nhang mà các anh chị sẽ được phước đâu, không có. Thầy Minh Tuệ cũng không phải là thần, không phải là Phật ha, Minh Tuệ cũng không phải Phật, Phật cũng chỉ tu cho mình thôi, chưa thầy chưa đắc đạo mà. Chừng nào mà thầy đắc đạo xong đó, rồi thầy tuyên bố tới chừng đó thầy hổ độ thì mấy anh chị tới đó lại thì còn được, chứ bây giờ chưa mà. Thầy nói là thầy đang trên cái con đường tu học, thấy không, đang tu học
chứ không phải là thầy là gọi như đã đắc đạo mà đi truyền dạy cho mấy anh chị, hiểu chưa? Nói như vậy rồi mấy anh chị không hiểu nữa thì cũng bó tay. Hôm nay là tiếp tục chia sẻ cái lời nhắn gửi của thầy Minh Tuệ để gửi đến cho anh chị. Thôi hãy để cho thầy yên rồi cái cốc đó đi, đừng có làm số bồ số bộn nữa, khiến cái cốc nó trở nên không còn đẹp nữa ha. Mặc dù mấy anh chị nói là đẹp đó, mấy anh chị làm trang hoàng lộng lẫy, gắn đèn đồ ha, đèn chớp đèn chùm rồi sáng cho bà con đi vô, nhưng mà ông thầy không có về đâu, làm nó như chỗ tham quan du lịch để tưởng niệm vậy chứ không có gì cả ha. Rồi thì hôm nay chia sẻ đến đây thôi. Quý vị có ý kiến gì thì có thể bình luận nha. Rất cảm ơn quý vị. Bây giờ thì Đồng Bằng cũng xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.